thải nè, nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ có nhiều rác thải á. Đâu các bạn thấy bên này đang dẫn đường không? Bên này đâu đã dẫn chúng ta đến một bao rác siêu to khổng lồ. Đây, nhiệm vụ của thần thú Tiêu là tìm rác cho Tiêu lụm. To không? Cái này bỏ vô cái bao được không? À, bên này kìa. Quý vị thấy bên này không? Còn kia một bao rác nữa kìa. Khu này nhiều rác quá. Anh cẩn thận nha, coi nhẹ nhẹ vô nha. Nâng người nha, coi chừng cây cối nó đâm nha. Phải nâng người trên mặt nước. Ở đây nó có những cái đọt, đọt của cây đước á, đạp cho nó là nó chết luôn. Đây một cái bao, giữ cái bao nha, em lượm cái chai nước nữa. Chai nước suối quá trời luôn. Trời đang đổ mưa nha quý vị. Dạ. Mọi người đã biết tại sao em huấn luyện thần thú rồi đúng không ạ? Thần thú sẽ đưa em đến những nơi có nhiều rác thải nhựa. Thần thú xuất hiện đó, đi đâu nữa vậy? Đó, nó lại chỉ cho em một chỗ khác nữa. Chỗ nào nữa? Chỗ nào vậy phía này? Đi theo phía này là có rác. Ủa, cái bao hồi nãy to to đâu rồi? Thôi để em đem hai cái này lên bờ đã, cái này siêu nặng rồi. Còn một cái chai nhựa ngay đây nữa nè. Chuyến đi này rác cũng khá là nhiều. Tụi em mong mọi người hãy ý thức, đừng vứt rác thải nhựa xuống nước ạ. Dạ. Hôm nay cảm ơn anh Bồ Tát đi theo quay phim cùng, để thấy được cái cảnh
nhặt rác thải dưới nước nó cực vất vả như thế nào. Bồ Tát muốn đi nữa không? Sáng mai mình đi tiếp thầy, tại vì trời mưa. Dạ ok. Anh của nó cũng rất hợp với ý em. Trời mưa rồi, lên bờ nghỉ ngơi đi, rác cũng nhiều quá mà. Mỗi ngày mình chỉ nhặt được một chút thôi, mình có cố gắng cũng không hơn được bao nhiêu. Do mọi người phải ý thức. Mình làm là để cho mọi người thấy cái sự vất vả khi mà rác thải ở dưới nước nếu không có người nhặt nó sẽ hậu quả như thế nào. Mặt nước lên láng à. Lên bờ thôi các anh em. Ai uống trà xanh không độ Dr. Thanh gì ơi. Dạ. Cảm ơn công đức của quý vị Bồ Tát nha. Uống xong là quăng vỏ chai xuống nước. Tốt bụng lắm luôn á. Công đức vô lượng. Vứt vỏ chai ở trên bờ thì người ta còn nhặt giải còn vứt xuống nước, em nói thiệt á. Không ai muốn nhặt luôn á. Và nó sẽ trôi ra biển, nó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Và nó sẽ trở thành thức ăn của cá voi. Và cá voi khi ăn vào, cá voi sẽ bị mắc, không thể tiêu hóa được và chết. Chúng ta đang đầu độc đại dương bằng rác thải nhựa. Quả báo chúng ta nhận được chính là những điều tồi tệ của xã hội, của bệnh tật, của nạn đói và chiến tranh. Dừng ngay khi có thể. Dạ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ quay phim cho Tuyun trong buổi hôm nay. Cái này là cái bao gì đây? Giờ lên bờ nghiên cứu kỹ. Thành phần. Cái này là cái gì vậy? Cung cấp canxi cho ao nuôi, bổ sung những chất cần thiết giúp tôm dễ phát triển. À, đây là những chất, cái bao đựng thức ăn cho tôm mà cũng quăng xuống nước luôn. Cho tôm ăn là quăng luôn cái bao xuống nước luôn. Bó tay. Em xin bó tay chấm cơm. Dạ rồi, về thôi chú. Thì mình tắt cho chú. Ok. Các em coi những video do thầy Tuyên cho thầy Tuyên làm làm gương tốt cho mọi người, thì các em về nhà cũng hiếu thảo với cha mẹ nhé. Các bạn nhỏ đi học đến trường thì nghe lời thầy cô giáo dạy nhé, và đặc biệt đừng đi với người lạ nha. Các em cố gắng đừng làm cho cha mẹ buồn lòng nha. Đó là những cái video rất là tâm huyết và đầy tính giáo dục mà thầy Tuyên truyền thụ lại cái kinh nghiệm sống cho các em. Nên các bạn phải cố gắng, đừng làm cho cha mẹ mình buồn. Trong cuộc sống rất là nhiều thử thách, nhiều cám dỗ để vượt qua, cũng giống như là trải sự luyện tâm. Hãy xem mọi người đều là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu.
Nếu quả có thể tu hành được như thế thì nhất định được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con làm việc tất cả đều cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình. Giờ muốn về nghe sư ông giảng pháp cũng được luôn. Đó, 8 giờ chiều. Chúng con xin chúc phúc cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Sư ông thích thanh từ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thích nhật quang. Đã đồng hành cùng chúng con trong tất cả việc bảo vệ trẻ em, môi trường, giải cứu động vật. A Di Đà Phật. Đừng. Các bạn có nghe tiếng đọc kinh sám hối không ạ? A Di Đà Phật. Xin hãy sống trong thế giới biết ơn. À gì đó. Bơi với nước dễ hơn á. À gì. Trò dễ té. À gì đó Phật. Thầy phải mang dép tổ ong. À gì đó Phật. Anh phải có một đôi dép tổ ong mới đi được. Dạ. Mà em đặt mua rồi giờ chưa ra qua. À gì đó Phật. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người nhẹ núi e sông. Đây thầy ấy đã vượt qua hết tất cả các thử thách trong cuộc sống, là một người con hiếu thảo, là một người thầy giáo tốt, làm gương tốt cho xã hội và đại chúng. Kính mong tất cả quý khán giả yêu thương trên toàn thế giới hãy học theo tấm gương hiếu hạnh của thầy ấy, vì chúng sanh, vì thế giới này mà hy sinh cống hiến. A Di Đà Phật. Không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhớ lời bác đã dạy, không có gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Để các em nên học tập tất cả những học tập